Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ. Em tên là Phạm Văn Phước. Em sinh năm 1989. Em đến từ Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là giáo viên cấp 2. Dạy môn gì em? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. À, xuống đây ghi chương trình thôi, còn từ trên Lâm Đồng đi xuống. Dạ vâng ạ. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Bùi Thị Hồng. Năm nay em 31 tuổi. Em đến quận Bình Tân, quê của em là Thanh Hóa. Em đang làm nghề kế toán và quản lý cho công ty của gia đình nhà. 89 luôn vậy, hai bạn bằng nhau. Dạ. À, giờ trước tiên hỏi hai bạn nè, yêu xa thì em có ngại không? Em thấy như thế nào? Nếu như mà tâm đầu ý hợp rồi đến với nhau một cách chân tình thì em nghĩ là cái khoảng cách không là vấn đề. Nhưng làm sao biết tâm đầu ý hợp? Bây giờ xa như vậy rồi mỗi lần hẹn hò làm sao? Rồi bao lâu mới gặp nhau một lần? Có thể là một tuần, có thể là hai tuần, hoặc có thể là một tháng. Em có bà con cô bác hay quen biết ai với thành phố này không? Hiện tại thì có em của em. Ở thành phố này có một người thôi, một em gái thôi. Dạ, em gái và một em trai út nữa thì cũng đang làm kế toán ở trên này. À, kế toán luôn ha, cũng trùng với nghề của bên đây. Vậy là cũng lâu lâu sẵn xuống thăm em út luôn ha, rồi thăm bạn gái luôn. Rồi cố gắng, nói chứ một tuần thì đi không nổi đâu. Hai ba tuần ráng đi một lần, hoặc tối thiểu một tháng cũng thăm một lần. Thì mình thăm vài lần vậy mình mới rút ngắn thời gian, rồi mình mới tâm đầu ý hợp được ha. Thế còn em sao? Em có ngại yêu xa không? Mình hợp thì mình trao đổi qua tin nhắn, rồi mình có thể gọi video call. Rồi mình khi nào mình có thời gian thì mình xuống thăm nhau thôi chị. Rồi, thăm nhau thôi. Thăm nhau thôi. Bây giờ thí dụ như là ảnh xuống đây ảnh thăm em hoài nào, lâu lâu thí dụ như ảnh bận quá hay ảnh bệnh gì đó, em có sẵn sàng đi lên tới trên đó Lâm Đồng em thăm ảnh không? Dạ có chứ chị. Phương diện là hai người đã là thân thiết với nhau thì mình nên thăm hỏi nhau. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, hòa đồng, rồi biết công việc gia đình, yêu thích trẻ con, quan tâm đối phương ạ. Rồi còn cái hạn chế, những khuyết điểm? Hạn chế thì em hơi nóng tính, mỗi người cũng chưa được hoàn hảo lắm. Ví dụ khó tính bản thân là khó tính cụ thể như thế nào? Nếu em không là hoàn thành công việc hoặc là gặp một trục trặc nào đấy thì mình cảm thấy lúc nào cũng thế, tức là khó chịu trong người, không đạt được mục đích thì nó cũng không được vui, đặt mục tiêu hơi cao. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là em có thể chơi tốt được nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá nè, cầu lông nè, đá cầu, rồi bóng chuyền. Rồi em có thể chơi được một số môn thể thao trí tuệ, ví dụ như là cờ tướng hoặc là cờ vua. Điểm yếu? Điểm yếu của em thì nhiều khi cũng hay không vui, rồi cũng hơi về khuya một tí. Thì thường là bị mẹ la. Bị mẹ la nữa hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, đi chơi mấy giờ về là bị mẹ la? Thì bởi vì là có thể là mẹ lo là đi đường xa rồi vân vân. Rồi ví dụ giờ có bạn gái thì em nghĩ em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà ở mức vừa phải thôi chị. Rồi em khó tính, rồi trong tình yêu em có khó tính không? Trong tình yêu thì tại vì em cũng chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết? Theo kiểu là chính thức là yêu đương ấy, còn nếu mà tìm hiểu thì cũng là nhiều. Có hôn bạn trai chưa? Chưa luôn. Dạ. Có nghĩa là mới tìm hiểu sơ sơ, kiểu gặp nhau rồi vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà mình cảm thấy mình thích ai đó, mình phụ nữ thì không cần là mình tấn công, nhưng mà em phải bật đèn xanh cho người ta thì người ta mới tới. Em có sẵn sàng chưa? Có chứ, bây giờ tầm tuổi này nói như câu vẫn hay nói là tầm này thì còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Trời ơi, nói thôi đùa thôi chứ. Dạ. Ngày xưa đúng mà 30 rồi là thấy là ở nhà là dạ, sốt vó rồi ha. Ba mẹ bây giờ là cũng gọi như là đưa chàng nào là ba mẹ đồng ý đó. À dạ, dạ. Rồi thì ba mẹ có đưa ra cái chuẩn là không, như ba mẹ thế nào cũng khó tính, miễn là sao mình sống hạnh phúc, còn do con gái tự chọn. Rồi tình trường em sao? Dạ, thì tình cảm chỉ là ở mức thoáng qua thôi chị. Cái thời mà học sinh rồi sinh viên á thì lúc đó thì nhà em thì cũng khó khăn, rồi ngoài thời gian rảnh thì em đi làm thêm. Rồi sau này á thì đi xin việc thì có việc làm rồi á thì ban ngày thì đi dạy, rồi buổi tối á thì em lại rồi nghiên cứu bài vở, rồi nghiên cứu tổ chức các hoạt động cho học sinh. Còn cuối cùng là chưa có mối tình nào hết. Dạ, có thể nói là vậy chị. Trời đất ơi, hai người này sao giống nhau dữ vậy trời. Năm sinh cũng như nhau, em là trong nhà là thứ mấy? Dạ em thứ hai. Thứ hai có anh cả nữa, xong rồi tới em là thứ hai. Còn em là thứ mấy, con thứ mấy trong gia đình? Em là thứ ba, ngoài Bắc thì gọi là thứ ba, còn ở trong Nam mình gọi là thứ tư. Cũng là cả là hai rồi ba. Dạ đúng rồi. Trời ơi sao hai người này giống nhau dữ vậy. Bên đây thì là hai người sinh cùng năm với nhau,
rồi bên đây chưa có mánh tình nào. Thôi phụ nữ tôi không nói đi, bên đây đàn ông mà cũng không có mối tập mánh tình nào là sao? Chết rồi, rồi bây giờ rồi, ví dụ như yêu đương rồi có kinh nghiệm không? Dạ, rồi làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân? Rồi biết làm gì không? Có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị ạ. Chưa luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Chị hỏi khó quá. Đâu có, chị hỏi thiệt đó, chị lo cho em chị mới hỏi. Dạ. Chứ đâu có hỏi khó. Có ai coi phim ảnh tình cảm đồ này kia không? Dạ có chị. Có. Rồi mình nghĩ là mình khi mà mình có vợ mình có làm được không? Có bạn gái mình có làm được không? Dạ em nghĩ là làm được, em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Chà, cặp đôi này chắc tôi phải đặt camera theo dõi quá, để coi có tiến trình yêu đương sẽ diễn ra như thế nào. Thôi được rồi, coi như cả hai còn trong trắng trinh nguyên. Em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thì em cũng không cái đặt nặng vấn đề về ngoại hình cho lắm, nhưng mà cũng rất là mong muốn có một cái người bạn là biết đặt mình vào vị trí của người khác. Để thông cảm, để chia sẻ, để ứng xử với mọi người vừa có tình vừa có lý. Ế quá, không có tiêu chuẩn luôn. Bậy, nói vậy thôi chứ mình cũng có mong muốn thích à cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen, tóc dài hay tóc ngắn, thí dụ vậy. Dạ em thích cái mẫu người mà giống như chị Cát Tường vậy. Trời ơi, cảm ơn em nha. Vậy là được đó, em cũng biết nói chuyện lắm. Vậy là cô gái được nha, đừng lo nha. Rồi, thế còn em sao? Ưa nhìn, cao ráo một chút, nói là có chí tiến thủ, tâm lý một chút. Ý là nếu mà có đi nhậu thì cũng chỉ là về thì thôi, nhậu xỉn rồi về đi ngủ thôi. Đừng có càng ràm hay gì là em cũng có tính có em nóng, không chịu. Có uống bia gì không? Dạ cũng thỉnh thoảng nhưng mà không có uống nhiều. Mà cũng nếu mà uống thì cũng đi ngủ liền hoặc là chứ không có lầy vậy ạ. Nhưng mà tôi hỏi nè, đưa để bàn tay lên đây coi. Dạ. Làm gì mà tay dài thòn, để móng tay dài thòn vậy? Dạ thì em có tập luyện guitar chị, nên phải để một bàn tay ngắn. Tay thì ngón tay dài. Hết hồn hết vía. Trời ơi, hôm nay muốn tay dài sọc à. Nè, đưa cái bàn tay qua đây. Chồm lên đưa qua cho cổ coi, cô kiểm tra tay. Đó, móng tay dài sọc vậy đó. Sau này hai người mà có yêu nhau và yêu cầu cắt móng tay thì anh có cắt không ạ? Bây giờ trước khi yêu cầu, bây giờ anh sẽ đàn cho em nghe một khúc. Khích lệ tinh thần anh. Vì anh thương em như thương cây bàn non. Hãy nhớ anh làm sao nói. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở đúng chỗ hai. Sao em giờ có sao tài có tài hả? Dạ. Có tài mà có móng tay. Rồi đây bây giờ mình sẽ xem hình để mình đoán người nha. Ảnh ở trọng đó, em coi anh cầu thủ nào em ưa. Đoán được rồi chị. Đâu? Ghê vậy, đoán được rồi luôn, em không thèm gợi ý luôn hả? Đây. Sao tự nhiên chọn người đó? Vì em có quan sát thấy chiếc kính ở bên kia, mà trong đội này không ai đeo kính, chắc là đoán vậy. Phải không? Không, đi coi trời, cái hình nó xíu tôi cũng thấy luôn á. Hay quá ha, rồi để tôi coi có phải không. Cô nào? Có một gợi ý gì cho anh ta không nè? Tóc ngắn đó nhỉ? Trời ơi, bốn người cũng ngang ngửa ngửa nhau đó. Rồi thôi tự lựa đi. Chắc em chọn cô này. Tại sao chọn cô đó? Chắc em có cảm nhận như vậy chị. Cảm nhận vậy phải không? Dạ. Rồi, bây giờ đợi. Bây giờ chị Tường mở cửa trái tim này ra, hai bạn xem cái cảm nhận của mình có đúng không nha. Trời. Trời. Dạ. Đúng không em? Mình đoán đúng không? Em nghĩ là đúng. Anh đem mắt kiến đúng không em? Dạ, không phải. Không phải. Thì thấy là mờ lắm mà, nhưng mà chị nghĩ không phải. Bé quá chị ạ. Đâu, hỏi cảnh cho anh nào. Chắc là anh này. Phải không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Trời, nhìn hay quá vậy. Rồi em, giờ em nhìn ra cổ chưa? Dạ rồi. Đâu? Cô nào? Không có cô này chị. Đó, bởi vậy đó, cô kia là trợt quật rồi, không có đúng rồi. Thôi, hai bạn đều sai ha, huề ha. Em có món quà nhỏ tặng. Dạ, em cảm ơn.
Trời ơi. Ủa sao tới hai món quà dữ vậy em? Gửi anh món quà. Cái quà đó là một cuốn sách cho chị. Rồi tặng anh quà gì vậy em? Em tặng một cái viết. Có ý nghĩa gì? Sao biết ta thầy giáo mà tặng viết? Tại vì đi mua đồ cho học sinh rồi xong rồi mua luôn cho tặng quà luôn. Vì ủa em cũng có học sinh đó hả? Cháu ạ, cháu là dạy kèm á chị. Tại vì là em kèm trẻ cháu ở nhà để học thêm. Nhưng ai ngờ đâu trùng khớp ha. Ta là thầy giáo cũng cần viết ha. Rồi, bây giờ ăn trưa. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là sò điệp đúc lò ha. Món ăn này á, là một sự kết hợp hài hòa của vị sò điệp tươi ngon, rồi dai giòn đặc trưng cùng với vị béo của phô mai, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu rất là hấp dẫn. Vừa ăn nhưng mà nhớ vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chị ạ. Mời em ăn trưa. Cảm ơn anh ạ. Thì em làm công việc của em có áp lực không? Cũng áp lực, bởi vì là khi mà nếu mà vào đợt hàng gấp ấy, thì mình sẽ phải làm rất là nhiều đơn hàng. Còn bên này anh thì dạy về giáo viên đúng không? Thì mình có áp lực về việc dạy học không? Cũng có nhiều cái áp lực lắm em. Mình có chủ nhiệm lớp không ạ? Anh thì có chủ nhiệm. À thế ạ. Anh mà thường không đói là thường không ăn. Cũng hơi sống nguyên tắc đúng không? Không, anh thì không nguyên tắc gì hết. Thế ạ. Em thì thích các môn thể thao nhưng mà ít tham gia, bởi vì mình cũng không có giỏi lắm. Anh có sở thích gì ngoài bóng đá hay thể thao gì đâu? Đi du lịch nữa. Anh đã đi được những đâu rồi? Đi ở Nha Trang nè, rồi Đà Nẵng. Chứ trẻ bây giờ là thích đi phượt đấy. Anh đi phượt chưa? Đi phượt thì cũng có một hai lần. Mình có đi bằng xe máy không hay là đi? Thường đi bằng xe máy. À đúng rồi. Em thì không đi phượt, chỉ đi du lịch thôi. Đi theo công ty rồi đi theo bạn bè, chứ không đi phượt. Tiếp người phụ nữ của anh thích là như thế nào? Thì anh cũng không có đặt nặng cái ngoại hình cho lắm. Rồi chung thủy, rồi biết cách ứng xử. Rồi bây giờ để chị hỏi cho vài câu chứ để thôi hai bạn không biết em hỏi gì. Em hỏi anh không hỏi. Không, chị ở ngoài chị nghe em không hỏi gì chứ. Bây giờ chị hỏi nè. Ví dụ bây giờ mà tìm hiểu nhau mà hợp thì em nghĩ là bên bao lâu tiến tới hôn nhân? Tùy vào bạn nữ nữa. Tại vì chuyện hôn nhân là phải do bạn đàn ông. Khoảng 1-2 năm đó chị. Mình chủ động chứ là bạn gái đâu có cầu hôn mình được. Đúng không? Rồi. Em có thí dụ như là lấy ảnh là đi lên trên chỗ của ảnh ở đó thì em có đồng ý không? Nếu mà bọn em thích nhau thật rồi cưới nhau thì đi đâu cũng được chị. Em cũng phải theo chồng thôi. Bởi vì nếu mà hai người hai nơi mà thì đâu có được, quen nhau là hai người hai nơi chứ lấy nhau sao hai người hai nơi được. Mình sinh con đẻ cái nữa. Giờ giả tỷ như ví dụ như lúc đó là bạn gái của em muốn em xuống thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì em có đi không? Giờ hiện tại thì do công việc của em trên đó, rồi em sống với bố mẹ nữa và rất là nhiều công việc nữa, thì em nghĩ là nếu mà lên trên đây thì cũng hơi khó. Nên là vẫn mong muốn là lập nghiệp ở trên Lâm Đồng của mình phải không? Dạ đúng rồi. Nãy Tường ra ngoài có hỏi thăm mà biết hôm nay em đi theo là có em trai em đi theo nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị mời em trai của em vào đây để chị hỏi thăm vài thông tin coi sao nha. Vô đây em trai ơi. Rồi vô đây cưng. Dạ. Nãy giờ đứng ở ngoài có nghe hai anh chị nói chuyện với nhau không? Dạ có chị. Rồi giờ trước tiên nãy giờ em nghe thấy anh trai mình nói về ảnh như vậy, còn điều gì mà anh chưa kể cho chương trình nghe không? Anh trai của em ở nhà thì em thấy ảnh ít nói. Nhưng mà ở ngoài thì không biết sao, chắc nói nhiều hơn. Em là năm nay nhiêu tuổi? Em 22 chị. Có bạn gái chưa? Dạ có rồi. Tại sao em có rồi mà anh em chưa có? Cái đó là do anh em chứ phải cho em là chắc chưa có duyên chị. Ảnh có phải là người khó tính không? Hay là tính tình ảnh có điểm xấu nào không? Ảnh cũng bình thường à, chứ không có khó gì. Về nhà có phụ việc nhà không? Dạ có chứ chị. Có khi nào la em rồi này kia gì không? Dạ cũng có chứ, ảnh là anh trai mà. Lâu lâu nếu em làm không tốt thì ảnh cũng hơi la. Rồi dạ. Không có thật xấu gì hết hả? Dạ chắc không chị. Chắc không? Dạ. Rượu chè bê tha hút thuốc hút đồ này kia? Dạ ảnh không có hút thuốc, chỉ lâu lâu uống rượu với bạn bè thôi. Dạ. Lâu lâu thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thế bên này em nhìn thấy chị gái này thì em nhận xét chị như thế nào? Và em thấy là hai anh chị có xứng đôi với nhau không? Dạ em thấy chị gái này nhìn cũng dễ ưa nhìn vậy. Dạ chắc là nghĩ là xứng đôi vậy. Dạ. Rồi bây giờ đến tới chương trình rồi, em có lời gì em muốn nói với hai anh chị đi, hay là em chúc hai anh chị cái gì cho nó xôm lên coi. Đến với chương trình này thì em chúc cho anh chị sẽ tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu được và
sớm đi đến kết hôn vì ở nhà bố mẹ rất là trông ngóng. Nhưng mà bây giờ trường hợp anh chị đặc biệt lắm. Em nói một câu khích lệ hay là em có bạn gái rồi em có kinh nghiệm hơn nè. Thì em nghĩ là anh phải cố gắng chủ động thêm, lâu lâu phải lên thăm chị. Đúng rồi. Ủa em ở đây hay ở trên? Em ở thành phố này. Là bây giờ xuống về là ở chung với em đó phải không? Đúng rồi. Rồi ok, vậy rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Rồi, đó cái đó là ý kiến em trai thôi. Anh phải chủ động hơn thêm để mình thua em út rồi. Nó mới em hai, nó có bạn gái rồi mà mình 30 mà chưa có bạn gái, buồn ghê. Kể ba điều bạn thân từng vấp phải trong tình yêu mà bạn đã từng. Cho em bóp câu khác đi. Đây còn có hai câu này của bạn nữ thôi à. Mà em chưa yêu làm sao mà em kể cái này ra được chị? Để từ từ cho em suy nghĩ một tí nữa nào. Trời ơi thầy giáo ơi, suy nghĩ nhanh đi nè. Cũng phải có chứ, chẳng lẽ 30 tuổi mà chưa có thích ai, chưa có rung động với ai. Mình đã từng làm chuyện gì? Ví dụ mình về mình thầm yêu nhớ trộm cổ, mình trồng cây si trước nhà cổ, hay về mình viết nhật ký, hay mình đã buồn mình đi trong mưa. Thí dụ vậy, dài cái trường hợp. Em hiểu cái này. Hiểu rồi phải không? Trời ơi thầy ơi. Bây giờ em mới hiểu này. Trời ơi rồi. Lên Zalo kết bạn. Có làm gì đặc biệt trên Zalo không? Dạ, nhắn tin làm quen. Với một cô hay nhiều cô? Dạ, với một cô. Một cô? Ủa, đáng lẽ lên Zalo thả thính vậy là phải dính chứ sao không dính? Đã gặp mặt ở ngoài đời chưa? Dạ, có chị. Có gặp luôn mà cũng không dính luôn. Dạ vâng, em mời đi cà phê. Hết rồi đó hả? Tình yêu như đó rồi, thôi hả? Em nghĩ tới bạn ấy. Em kể xong ba điều rồi đó. Vậy thôi đó hả? Dạ vậy đó. Trời ơi, đúng là những người này mà hỏi tình yêu sao nó nhạt nhẽo quá vì chưa có kinh nghiệm gì hết trơn. Trời tới chị em nè, đừng cười, ta em cũng vậy luôn đó. Hãy tưởng tượng đang đứng trước quan viên hai họ, mỗi bạn hãy nói với gia đình mỗi bên để chấp nhận mình là dâu thảo rể hiền. Mình ví dụ làm cái này cái coi đó, quan viên hai họ. Bây giờ em tưởng tượng trước nè, khoác tay vô. Thôi đứng xa thì khoác nó cứ kỳ như thế nào. Rồi nói đi, không thì nắm tay cũng được. Rồi nắm tay cho nó có động lực. Chào chào hai bác. Cháu với anh ấy có tìm hiểu một thời gian, cháu cảm thấy bọn cháu cũng hợp nhau. Mong hai bác tạo điều kiện để chúng cháu đến được với nhau. Hai cháu quen nhau lâu chưa? Cháu với anh ấy quen được 1 năm rồi ạ. 1 năm rồi. Dạ. Cháu tên gì? Cháu tên Hồng bác. Tên Hồng. Dạ. Rồi, suy nghĩ chưa? Dạ rồi, xong. Rồi nắm tay. Nếu như mà được hai bác đồng ý thì con hứa sẽ cố gắng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Con quen với em nó lâu chưa? Dạ, quen được 50 phút kìa. Trời ơi. Gì mà quen 50 phút gì à? Rồi em nó tên gì con nhớ không? Quên tên em nó rồi. Màu gì? Rồi hai đứa quen nhau nè, bây giờ bác hỏi con nè, hai đứa quen nhau con nói cả năm rồi phải không? Dạ. Rồi lý do là sao mà hôm nay dắt về đây đặng mà ra mắt hai gia đình? Dạ bọn con thì cảm thấy tình yêu nó cũng đủ chín chắn để ra mắt bác. Còn nếu mà chưa cảm thấy chín chắn thì con không dám ra mắt. Hai đứa đã đi cái gì quá vượt quá giới hạn chưa? Chưa. Rồi con sao con? Sao để bạn gái nói không, con không nói gì trơn vậy? Dạ con hồi hộp quá. Con hồi hộp hả? Dạ. Rồi con đã sẵn sàng để kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi ha. Rồi con về chỗ rồi con ngồi con hỏi tên bạn gái con đi nha. Trời ơi, nói chuyện một buổi trời không nhớ tên bạn gái rồi đi đâu vô đó vậy ông? Tại lúc lúng túng quá chị. Rồi ngồi xuống giờ hỏi tên coi bạn gái tên gì nè, hỏi lại để lịch sự nè. Hồi nãy giờ anh xin lỗi em tên gì? Anh xin lỗi em, biết em tên gì? Em tên Hồng. Tên Hồng. Nhớ tên ảnh không? Cũng quên luôn rồi chị. Thì hỏi luôn đi chứ còn em gì? Tên gì anh? Anh tên Phước. Bây giờ là nhớ chưa? Hỏi rồi là phải nhớ nha. Dạ. Tên Hồng với tên Phước. Dạ. Rồi bây giờ nè, chị cho hai bạn nhìn nhau một chút xíu nữa, 30 giây nữa. Bạn trai hơi rụt rè ha. Sau cái lần gặp mặt nãy khi mà chị mở cửa trái tim này ra, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì cảm xúc của mình như thế nào? Mời bạn trai nói trước. Mới lần đầu gặp mặt á thì anh cũng không dám nhận xét gì. Nhưng mà anh có ấn tượng á là em là người dễ thương, dễ mến, cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ cố gắng sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em thì cảm nhận với anh thì thật thà, cũng hơi sống nguyên tắc một chút. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Còn là duyên số thì sẽ là
về sau thực tế mình có hợp nhau hay không. Yeah. Ra gì chị Tường cho nói ý kiến của mình ha. Bà Mai hôm nay cũng có một đôi lời trước khi đưa ra quyết định. Thì đây là cái nút bấm này, nút bấm để mà tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, yeah. Chứ không phải nút bấm kết bạn, yeah. À, nãy giờ chúng ta có ít phút nói chuyện với nhau, mặc dù ít nhưng mà cũng đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình. Bạn gái nói em là hơi nguyên tắc, chị thấy cũng đúng. Này là chị chỉ cho em một cái lời khuyên thôi, yeah. Bạn nữ thì ok không sao, yeah. Mình nam mình phải là quyết liệt hơn một chút, yeah. Trong công việc của em, em một người nghề giáo là em, à, gọi là đâu đó giống như là phải có đề cương sẵn nha, lên lớp phải soạn bài đồ sẵn, đó là nguyên tắc, yeah. Rất đúng. Nhưng trong tình yêu có những cái nó, cái gì nó phải bất ngờ, có những cái nó theo cảm xúc, có những cái mình cứ để cho cái cảm xúc mình nó tuôn ra, lúc đó mình muốn làm gì mình làm cái nấy, chứ mình cứ ghìm mình hoài, mình phải suy nghĩ để mình làm sao cho nó chỉnh chu, mình suy nghĩ mình làm sao cho nó đúng, đôi lúc nó lại mất đi cái hay của cái cảm xúc. Tại khi em dùng lý trí em suy nghĩ nhiều quá, em sắp xếp thì nó mất đi cái cảm xúc chân thật. Thí dụ lúc đó em rung em cứ rung, em vui sướng thì em cứ cười, em đau khổ thì em cứ khóc. Chứ đôi lúc em cứ ngại, cha không biết khóc vậy, rủ như có học trò nào nhìn thấy rồi nó cười mình hay là cái gì cái nọ, thì nó không phải là tình yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ cố gắng, sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Không mạnh hơn nữa em, mạnh hơn nữa. Rồi. Em thấy những điều chị Tường nói vậy đúng không? Với lại mình là phụ nữ cũng vậy. Bây giờ thời buổi này giống nãy em nói câu gì, từng tuổi này rồi, sĩ diện gì nữa. Coi như nếu mà cảm thấy anh này được, đạo đức hạnh kiểm, ngoại hình, vóc dáng, thí dụ mọi thứ hợp với mình, thì đôi lúc anh có nhát quá thôi mình cũng kệ, bật đèn xanh cho anh chút xíu đi nha. Dạ. Chứ chờ ổng mà chắc cũng hơi lâu á. Dạ. Rồi mời hai bạn qua đứng bên đây ạ. Bây giờ mới là chính thức nắm tay nhau nè, cái này là nắm tay nhau tình yêu nè, hồi nãy là diễn kịch thôi nha. Dạ. Rồi, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai bạn hôn nhau một cái. Đã. Thôi ha, thì tụi em cũng đang nhìn thấy hình ảnh của mình qua camera điện thoại rồi. Thì mình cố gắng vui vẻ thoải mái nè, càng chủ động càng tốt. Thì cái tiêu chí được chọn vào vòng thứ hai nó cũng đơn giản thôi, do cái sự chủ động của mình ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu thông tin về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nhé. Rồi, mời anh ạ. Tên họ tên đầy đủ của mình là Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 1/1/1994. Tại thì mình đang ở Long. Mình đang ở đâu Thắng ha? Em ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh ạ. À, đang ở Hạ Long, Quảng Ninh đúng không? Rồi công việc của mình là gì Thắng? Hiện tại em đang làm du lịch khách sạn. Nhưng mà quê em thì ở Quảng Ninh luôn hay sao Thắng? Quê em ở Thái. Quê Thái Bình. Bạn thì đang quê là ở Thái Bình, sinh năm 94, đang làm du lịch khách sạn ở Quảng Ninh đúng chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi. Rồi em làm ở đây lâu chưa? Em làm ở đây từ 2015. Từ năm 2015. Ok, rồi, Thắng giới thiệu đôi nét về bản thân em đi, họ rồi về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Về bản thân em, nhiều em thường thường tính cách tội, còn về sở thích là hơi đam mê. Đam mê cái gì em, bên em đó cái mạng bên em nó hơi chập chờn, nó nói nó bị ngắt chữ. Dạ. Em đam mê về gì? Những con số. Đam mê về những con số là thích kiếm tiền đấy à? Ít nước em. ít nước lại già hả? Ngoài ra cũng không đáng giới thiệu, em cũng là hơi bị hướng nội, không giỏi ăn nói. Ừ. Thế thì em có điểm yếu gì không? Ngoài hướng nội ra em còn điểm yếu gì không? Yếu của em là không biết lắc đầu. Là ai nhờ cái gì cũng giúp.
ai nhờ cái gì cũng giúp, mà cứ ta làm mà ai rủ đi uống bia cũng gặp, ai đủ làm gì cũng làm hết, từ chối. Thế bạn gái tỏ tình thì có lắc đầu không? Gật chứ ạ. Thế gật được bao nhiêu cô rồi? Bé giờ chưa được cô nào tỏ tình cả. Thì tôi mong chờ cái gật đầu đấy mà không được hả? Thế thì em mới phải nhờ đến chứ. Mong sao cho chứ. Tôi cho em có đôi có cặp. Em chưa được cô nào tỏ tình nhưng mà em tỏ tình mấy cô rồi. Em cũng chưa tỏ tình cô nào cả. Em hướng nội mà em chỉ đợi các tình thôi, nhưng các cô không, em cũng không tỏ tình đâu. Là hướng nội hay là kiêu kỳ? Không, người ta gọi đấy là hướng nội mà. Rồi, thế mình thích người ta là mình cứ chờ người ta tỏ tình sao được? Thích người ta thì mình thích thầm, mình không thể hiện, đâm ra là hay bị vượt mất những cơ hội. Thích thầm mà không thể hiện nên là người ta có người khác, có tay trên. Có thể nói là vậy. Từ trước giờ em chưa có mối tình nào luôn hả? Em chưa có, em chỉ có một mối nếu mà nói chưa có phải, em có một mối tình bọ xít năm học lớp 11. Rồi mối tình bọ xít này của em kéo dài được bao lâu? Tháng ạ. em này xấu hổ ấy. Thế thế thôi, bây giờ không muốn tìm mẫu người như thế nào này? Không phải là mưa biết chạy vào nhà nắng đấy nữa, mà bây giờ là đơn giản thôi. Mỗi người lý tưởng của em là mưa biết thu quần áo vào, nắng thì biết mang quần áo ra phơi. Trời râm thì sao em? Trời râm thì làm việc thường chợ nấu cơm cho em ăn là được, em dễ chiều á. Còn trời râm thì là nhà nấu cơm. Thế thôi, em không có yêu cầu đâu, chỉ cần cái thế được rồi. Thật luôn hả? Bây giờ đặt quá. Thế thì em về ngoại hình thì em mong muốn bạn gái như thế nào? Ngoại hình cứ ưa nhìn là được, không xấu mà cũng chẳng cần. Ưa nhìn là được. Em cao mét bao nhiêu tháng? Cao 1m70, nặng 60kg ạ. Là 1m70. Tiêu chuẩn Đông Nam Á. Rồi bạn gái có mong muốn là cao bao nhiêu không? Không cao hơn em mà được ạ. Không cao hơn em, không nặng. Không cao hơn em, không nặng hơn em là được. Ok. Quê quán bạn gái, tuổi tác bạn gái có yêu cầu không? Không già hơn em mà được ạ. Nếu mà già hơn em thì kinh tế phải em ạ. Tức là không lớn tuổi hơn em đúng không? Nếu mà lớn tuổi hơn em thì kinh tế phải hơn em ạ. Lớn tuổi hơn em thì phải có kinh tế hơn em để lo cho em. Tức là theo theo quy luật tự nhiên là người lớn thì nuôi người bé. Vâng ạ. Rồi, vậy về quê quán em có yêu cầu không? Ở đâu cũng được, em không ngại. Bởi vì em cũng hay đi lại từ miền Bắc. Em cho Đà Nẵng. Hồi trước em mà học ở Hà Nội không? Em không ạ, em học ở Quảng Ninh. Học ở Quảng Ninh luôn hả? Vâng ạ. Thế bên chương trình ghi hình ở trong Hà Nội là, ở trong Sài Gòn là sẵn sàng vào đúng không? Em có ngại gì đâu, em chỉ cần lý do là phải báo trước em bao lâu thì em mới đi được. Cái công việc của em ấy thì nó có khá là hơi vướng, bởi vì là khách khứa thì không biết đâu mà lần được, cho nên cứ báo trước cho em khoảng một tuần ạ. Báo trước một tuần là được đúng không? Nhưng mà cho em hỏi một chút là chương trình của mình ghi hình trong bao nhiêu lâu ạ? Chỉ mút một ngày hay là hai ngày đúng trong không? Một ngày thôi em ơi, trong một ngày thôi. Dạ vâng, ok. Thực ra là mình ghi hình khoảng một tiếng, mình chuẩn bị khoảng 2 tiếng là 3 tiếng thôi. À vâng ạ. Thế thôi, thì nếu mà em bận rộn quá thì sáng em book vé từ Cát Bi em vào đây, xong rồi chiều là bay từ Sài Gòn ra Cát Bi là về đến Quảng Ninh là vừa. À có sân bay Vân Đồn mà. Đó. Cái vấn đề đấy thì... Nào đi trong ngày, đi về trong ngày được, không vấn đề gì cả. Vâng. Rồi. Ok. Cảm ơn Thắng nha. À nó có tài. Dạ đúng rồi. À rồi, mình có thể quay cái camera xuống thấp xíu để tụi em thấy mặt anh được không?
Rồi ok ạ. Dạ rồi, ở đây thì chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình thôi ạ. Mình cái vòng đầu tiên để mình cắt tin nhanh thôi, rồi mình chia sẻ cơ bản thôi anh ha. Rồi, mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Dạ rồi ạ. Mình họ tên của mình là Quỳnh Phi Hùng, là quê quán của mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Là còn công việc của mình hiện tại là mình đang là luật sư ạ. Ừ, mình là sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ 1987 chị. Dạ rồi, là quê mình ở Sài Gòn hả anh? Dạ đúng ạ. Rồi, mình là làm luật sư, là chuyên về luật sư gì? Dạ mình chuyên về mảng về đất đai với lại hôn nhân gia đình. À, luật sư đất đai và hôn nhân gia đình. Vậy là chắc là nắm rõ những cái điều luật của hôn nhân gia đình lắm ha. Dạ đúng ạ. Dạ rồi, ok, bây giờ mình nói một xíu về bản thân mình đi anh Hùng. Coi như là tính cách và như thế nào, những cái điểm nổi bật ra làm sao, có điểm yếu tật xấu gì không ha. Đang họp đúng không? Dạ là cái tóm tắt về cái việc mà cái chưa để mình định hình lại cái nội dung. Rồi, điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của mình về cái là nó là vui vẻ, hòa đồng và năng động, và các năng động trong công việc với lại là rất là coi như là mọi công việc khó gì mình cũng phải cố gắng sẽ hoàn thành cái việc đó. Rồi cái điểm yếu của mình á, là điểm yếu của mình á là do là mình rất là điểm yếu của mình sao đang học bài hả? Không phải đang suy nghĩ hả? Đang suy nghĩ rồi. Để coi. Điểm yếu là gì, có tật xấu gì không? Tật xấu nói chung là cũng gì ta, cũng hơi cũng nói chung là cũng hơi nóng tính thôi. Nói chung là cũng hơi là nóng tính cái việc mà nếu mà ví dụ như là công việc của mình mà nó chưa được, có nghĩa là khi mà nhiều áp lực nhiều quá thì nó dễ stress, dẫn đến là nó hơi bị nóng tính tí. Rồi, trước giờ là mình là tình thường của mình thì như thế nào, mình trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ chưa, mình chưa có trải qua cuộc tình hôn nhân nào hết. Cái việc hiện tại là mình chỉ có tham gia, mình giới biết trước là mình chỉ có một cái mối tình, có một tình thầm kín thôi, là yêu thầm một cái bạn mà từ năm lớp 10 đến năm lớp 12, hay lớp 3, nhưng mà không có thành. Nói chung là cũng không dám thổ lộ ra, tại vì nếu mà thổ lộ ra thì mình sợ là sẽ mất đi tình bạn của mình. Trời ơi, chỉ có một mối thầm kín đó thôi đó hả? Chỉ có một mối thầm kín đó thôi. Có thầm kín đó, nhưng một mối thầm kín đó thôi, không có, cũng vài mối nữa, nhưng mà cũng không hợp. Nói chung là quen một cũng quen rồi tìm hiểu một thời gian thì cũng không hợp lắm. Nên thử là cũng không có đến không đến được cái hôn nhân. Là mình tìm hiểu những cái điểm gì mà mình không hợp mình nói luôn ha, để chương trình cũng né những cái điểm đó ra, tìm cho mình cái người phù hợp. Dạ. Dạ thì là điểm không hợp thứ nhất á, là về tính cách là không có hợp với mình. Tại vì mình thì quan điểm của mình là chỉ thích về cái việc là chuyên về là có như là chăm sóc gia đình với lại về có nghĩa là mình muốn là người ta yêu thương và chăm sóc mình và bằng tình cảm chân thật và chân thành đối với việc đó. Mình không có thích cái dạng kiểu như là người ta xem cái tình cảm của mình giống như một cái trò đùa vui. Tại vì mình gặp một số người thì họ chỉ xem mình giống như là cuộc vui của họ thôi. Trời ơi, coi như là vui chơi qua đường thôi đó. Dạ đúng rồi, giống như chưa vui chơi qua đường thôi. Gặp nhiều người, gặp cũng nhiều một số người là như vậy. Thành thử là mình không thích cái đó, thành thử là với lại tính cách của họ là họ quá thiên về, có nghĩa là họ muốn á, là dựa vào mình để mà đưa những cái người nhà của họ về thăm người nhà của họ để là lên đi. Rồi đi vô hầm mất mạng luôn rồi sao ta? Này giống hầm Thủ Thiêm quá vậy. Chắc phải đợi đi qua hầm rồi mới có mạng lại quá.
cái mạng nhập quanh lại. Alo. Rồi ok, bây giờ mình có mạng lại nè. À, vậy dạ thì rồi. Là coi như là mình cũng gọi là chưa có cái mối tình nào sâu sắc hết á. Thì bây giờ dạ, là rồi. Mình đã có ý định gì lập gia đình kết hôn này kia chưa? Nếu mà mong muốn một cái người dạ. như thế nào á. Mong thì muốn á. Mong muốn là bây giờ hiện tại mình mong muốn là một người có nghĩa là dễ thương, một dễ thương và có gì nói chung là có tính cách được hòa dễ thương hòa đồng, chứ lại là có chiều cao là phải trên 1m50 trở lên, tính tính tình thì là dễ thương với lại thủy chung. Ừ. Rồi tuổi tác vùng miền công việc thì sao? À, tuổi tác thì là từ tầm từ 28 đến 38 tuổi, có thể lớn hơn, có thể lớn hơn mình 1 đến 2 tuổi. À, còn cái vùng miền là tính là cấp ba miền, nhưng mà ưu tiên là về miền Nam. Rồi ưu tiên miền Nam. Rồi mình có yêu cầu gì công việc của bạn gái không? À, mình ưu tiên, mình không có ưu tiên gì hết, là miễn sao là bạn gái nó làm việc ở văn phòng là có công việc ổn định là được. Ừ, rồi ok. À, trước mắt không có người ta mét bao nhiêu đó? Dạ 1 mét là 1m72, 1m72 à. Rồi mong muốn bạn gái là ưu tiên khu vực miền Nam, nhưng mà từ có mình có giới hạn từ khoảng tỉnh nào đổ vào trong đây không? Dạ không à. Nếu mà mong muốn là đang làm việc tại đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Là có nghĩa là quan trọng là bạn gái đó là hợp tính là ok là được. Ừ, tức là không quá quan trọng quê, mà miễn sao là người ta hợp tính với mình thôi. Dạ đúng rồi. Ừ. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn Hùng ha. Hôm nay chỉ là cái dạ. buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ để làm nội dung với em nữa nha. Ok dạ. Dạ. Ừ. Ok, cảm ơn Hùng nhiều. Dạ, dạ cảm ơn chị. Ừ. Là họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha? À, em đang là Nguyễn Công Trí. Cảm Nguyễn cái gì Trí anh? À? Nguyễn Công Trí. Nguyễn Công Trí rồi. Đang làm cho một công ty xây dựng ở Đà Nẵng. Mình sinh năm bao nhiêu ạ? À? À, em sinh năm 1990. Rồi, sinh năm 90. Quê của mình là ở đâu? Quê em ở Quảng Nam. Ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam chị. Rồi, mình chia sẻ về mình làm công ty xây dựng, cụ thể là mình làm cái gì trong đó? À, em làm bên... công việc của em là bên cơ khí là chủ yếu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Có thể điểm mạnh của em là nấu ăn, quan tâm chăm sóc gia đình. Điểm yếu chắc là hơi run trước đám đông. Trước giờ mình yêu mấy cô rồi? Dạ em cũng có 2 mối tình. Rồi chia sẻ về 2 mối tình đó nha. Dạ, mối tình đầu tiên như cách đây cũng chắc là 10 năm. Mới học ra trường nên chưa đâu vào đâu hết. Gái đi xa làm ăn nên phải chia tay. Còn mối tình thứ hai gần đây thì 2017. Được 2 năm. Sao rồi cũng không mà chia tay gì. Là bao lâu rồi mình không quen ai? Dạ, có thì thời gian đó giờ là chưa quen ai. Ờ, rồi bây giờ mình tham gia chương trình, mình mong muốn tìm bạn gái sao nè? Dạ, em thì thích tìm một bạn gái là biết quan tâm lo lắng cho gia đình, vì ngoại hình thì không quan trọng lắm. Ờ, tuổi tác vùng miền đồn sao? Dạ. Các vùng miền là gì? Tuổi tác vùng miền rồi như thế nào? Dạ tuổi tác thì cũng trên lệch không nhiều thì được. Ờ, có thể là chấp nhận lớn của mình hơn 1-2 tuổi được đúng không? À. Còn vùng miền nếu ở được khu vực miền Trung thì càng tốt. Ok rồi. À, mình nếu mà bạn gái đang ở trong Sài Gòn mà cũng là quê miền Trung thì vẫn được đúng không? Dạ. Ừ. Mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không Trí? Em thì hay hát thôi chứ không có năng khiếu gì nổi bật lắm chị ha. À rồi hát thử mấy câu nghe thử đi Trí.
Em run quá, em quên hết luôn cái pháp gì. Trời ơi, rung quá hả? À. Rồi, nếu mà được chọn thì mình phải tự chuẩn bị thêm ha. Rồi, cái gì để thông tin thông báo của chương trình nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Trí. Mình cắt xong rồi đó. Rồi, chào anh ạ. À. Anh nghe rõ không anh? Dạ, rồi, bây giờ mời anh giới thiệu bản thân giùm em nha. Họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. À. Ông Nguyễn Văn Tiền. Anh bao nhiêu tuổi ạ? À? À, sinh năm 1970. Rồi, anh đang làm công việc gì ạ? Làm thủ kho ở công ty thực phẩm BMQ. Rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh hả anh? À đúng rồi, ở quận Tân Bình. À. Rồi, anh nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, rồi đường tình duyên của mình được mà đã từng kết hôn chưa? Lý do chia tay ạ? À? À là mình kết hôn năm 2002, 2002 là ly hôn 2010. Có con gì không anh? Có một đứa bây giờ đang học đại học năm thứ hai. Ừ, mẹ nó nuôi hay ai nuôi? Hồi ly hôn thì nó còn nhỏ cho nên mẹ nó dành nuôi rồi cho nên để mẹ nuôi. Ừ, rồi ly hôn lâu chưa? À, từ năm 2010 đúng không? Đúng rồi. À, bây giờ là 22, 23 rồi là bao nhiêu thời gian đó thì anh có tìm hiểu ai nữa không? Tại vì lo làm ăn không cũng thấy cũng hơi ấy đó, chưa tìm hiểu ai hết á. Anh là quê ở đâu ạ? À? Ở xã Nhi Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ừ. Rồi, về nhà tới này mình ở trọ hay sao? Ở trong công ty luôn, làm thủ kho là ở tại công ty luôn. À. Ở trong công ty luôn. Rồi thu nhập ổn định không anh? À, tháng được ổn định, tháng 10 triệu. Ừ. Rồi, có gửi cho con gì không? Thì hồi đó chia tài sản thì chia làm 3 phần cho nên là mình muốn cho nhiêu cho chứ không có trợ cấp. Rồi, ok. À, bây giờ anh mong muốn tìm bạn gái như thế nào? Mô tả giùm em đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Ngoại hình thì không quan trọng, anh chỉ không thích những người lé. Ừ. Với lại trừ những người tuổi ngọ với tuổi mùi thôi. Rồi. Ly dị đây với con được không? Được, thì đó không quan trọng, quan trọng là khuôn mặt có vẻ phúc hậu. Với lại cái gái tài càng to là càng thích. Rồi, ok. Anh rồi với lại những tuổi mà mình thích đó là như tí, ví dụ như tuổi Sửu, tuổi Tỵ với tuổi Tý là mình thích mấy tuổi đó đó. Rồi. Ừ. Ok anh, rồi anh có hút thuốc nhậu nhẹt gì không? Có tật xấu gì không anh? Không hút thuốc, không nhậu, bia thì uống ít ít chứ như dụ như đi đám tiệc mình uống một vài lon thôi chứ cũng không có mà rượu chè gì hết, rượu thì cái nói không ít chút. Rồi, ok anh. À, ở Sài Gòn nè, anh đi ghi hình thì anh đi được nghỉ đâu dễ mà đúng không? Công ty chương trình thông báo trước thì nghỉ xin nghỉ dễ. Dạ, rồi ok anh ơi, được rồi, nếu mà được chọn thì bên em sẽ liên lạc nha. Rồi, chắc đang đi làm ha, rồi chắc anh đang đi làm. Cảm ơn.